Bạn nhé, hôm nay mình tiếp tục cập nhật tiến độ cho các bạn căn cầu diễn ở 136 ngách 43 và hẻm 10 số nhà 29. Hiện tại mình đang đứng mặt tiền của căn hộ và tòa nhà này thì hôm nay bên mình đã hoàn thiện một cái tầng mẫu để cho các bạn có thể xem, và bên mình đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Như các bạn thấy đây là mặt tiền của căn hộ đã được hoàn thiện 100% rồi. Một cái mặt tiền rất là rộng với tổng mặt tiền hở là 10m và mặt tiền kín phía nước này nữa, nó rơi vào tầm khoảng 5m nữa. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn vào xem không gian cái phòng mẫu của bên mình. Đây là toàn bộ những cái tổng 115 triệu cho một đơn vị Cityland rồi. Đơn vị đấy sẽ là đơn vị quản lý vận hành cái tòa nhà này. Chính vì vậy khi khách mua là có nguồn thu nhập 115 triệu một tháng luôn. Và phương thức thanh toán là cọc 2, thanh toán 1. Và đây mình sẽ mời các bạn lên xem phòng mẫu tầng 5. Đây là thang máy mới với khổ độ là 550 kg, và chạy rất là êm với thiết kế mới hoàn toàn các bạn nhé. Thì cái căn hộ này bên mình đang giao bán ở cái mức là 15.9 tỷ, và với diện tích 150, bộ tổng 40 phòng, mỗi tầng 7 phòng. Và đây là không gian của một tầng. Ở đây là phòng là ngày 1, bên mình chưa đánh số. Phòng này thì nó có một ưu điểm là ngay gần ban công, và phòng này thì hiện tại bên mình đang để đồ để xe đạp các phòng khác. Và đây tất cả các phòng thì nó tương đối giống nhau về mặt gọi là thiết kế, và đấy là cái phòng mà bên mình đang để. Tiếp theo là các bạn có thể vào cái phòng đây gọi là phòng lẻ hai. Phòng lẻ hai với cái thiết kế là giống như phòng lẻ ba và bốn này đó, là bao gồm là đầy đủ hết thiết bị. Chăn ga, gối, đệm, tivi, không có tivi thôi, nhưng mà còn lại là bàn phấn này, tủ thực trần này, tủ bếp này. Ưu điểm của phòng này có một cửa sổ rất lớn và có vệ sinh rất là đẹp. Đây là phòng lẻ hai nhá, chung lẻ hai, bếp lò này, hút mùi này, đầy đủ hết. Đấy. Thế thì các bạn sẽ tham quan tiếp phòng lẻ ba. Đấy, toàn bộ điện hành lang là cả luôn, là đi đâu sáng lên đấy. Phòng lẻ ba thì vào phát sẽ là không gian là bếp, nồi, tủ bếp, cực trần. Ở đây nó sẽ có một cái bàn tròn nữa các bạn nhé, nó sẽ có một cái bàn tròn tiếp khách nữa. Cũng giống như phòng chụp này là cũng giống như chụp lẻ hai thôi, và tương tự là chụp lẻ tư cũng giống nhau về cách thiết kế, cách đặt đồ, kê đồ là giống nhau rồi. Đấy, đây là phòng lẻ ba. Các bạn có thể là xem cái vệ sinh nó rất là đẹp và thoáng nhé. Đây là cái vệ sinh phòng lẻ tư và cũng như là tất cả các phòng lẻ 2, 3, 4 là giống nhau. Và bây giờ các bạn sẽ xem phòng lẻ 5 nhé. Lẻ 5, đây là phòng lẻ 5. Nó có cái cửa sổ ra đến trời. Cửa sổ ra đến trời. Và cũng các thiết bị cũng thiết kế như thế, nhưng đây nó có một cái thiết kế rất là thông minh là các bạn có thể để tivi trong cái hốc này, ở bên dưới là tủ giày. Và đây là không gian phòng bếp với cái ban công, với cửa ban công lấy ánh sáng tự nhiên được. Đấy. Và đây là vệ sinh, đây là trục lẻ 5. Và tương tự là phòng lẻ 6. Lẻ 6 thì nó cũng có ánh sáng có thể là dùng tự nhiên ở không gian là
ra giếng trời, một cái khoảng giếng trời rất rộng ở đằng sau. Và các bạn có thể nhìn thấy, quay cho cái phần này cho các bạn thấy cái giếng trời vệ sinh. Một khoảng không rất rộng, và tiếp theo đó là phòng cuối cùng của một cái mắt sàn để phòng, đó là phòng không rộng. Đây là toàn bộ hệ thống điều công tơ nước, công tơ điện riêng của tổng phòng và công tơ nước riêng, cộng với hệ thống chung là khóa camera vân tay, camera từng tầng. Đây là chụp phòng 07, nó có một cái cửa sổ ra giếng trời. Và bên cạnh đó là vệ sinh, nó cũng có một cái ô thoáng ra giếng trời rất là rộng. Đấy là cái 7 phòng trên một mặt sàn của cái chung cư Green Apartment ở ngõ 136 Cầu Diễn. Và mình nhắc lại là căn hộ này là tổng diện tích là 150m nhân với 7 tầng và tổng nó có 40 phòng. Bên mình doanh thu cho thuê là 150 triệu, nhưng bên mình đã cho Cityland thuê là với giá 115 triệu, và khi người mua ấy, là mua cái căn nhà này sẽ được trừ luôn 3 tháng tương đương với là hơn 300 triệu tiền nhà. Đấy, thì các bạn môi giới có thể dẫn khách tại cái thời điểm này, bên mình đã có một cái mặt sàn mẫu rồi, thì các bạn có thể dẫn khách và đưa khách vào để chốt mua căn nhà này nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Rất mong sự hợp tác của các bạn nhé.